thời tiết của gấu trúc nhỏ, cơn bão. Hãy xem các bạn khác đối phó cơn bão thế nào nhé. Giúp cha của Rudolph mặc áo phao vào. Luôn mặc áo phao khi đi biển. Hãy nhìn kìa, là ngọn hải đăng đấy. Hãy đi nhanh lên. Trượt sang phải để tránh các chướng ngại vật. Tăng tốc tối đa. Cố lên, chúng ta phải tiếp tục tìm cách ra khỏi đây. Cuối cùng chúng ta đã an toàn rồi. Hãy đi về phía ngọn hải đăng để tìm đường về nhà. Đi về phía ngọn hải đăng để tìm một bến cảng an toàn. À, tiếp theo hãy đi đường này. Đi về phía phao cứu đắm và bạn sẽ tìm thấy bến cảng an toàn. Tuyệt vời, cố lên. Hãy nhìn xem, có một bến cảng an toàn kìa. Hãy đến đó để tránh bão. Cuối cùng, chúng ta đã tìm thấy một bến cảng an toàn rồi. Neo đầu thuyền ở đây có vẻ an toàn. Cố định thuyền bằng dây thừng để không bị bão thổi bay. Thuyền đã được neo đậu, hãy vào trong trú ẩn thôi. Cơn bão đã đổ bộ và mọi người phải trú ẩn. Thuyền đã được bụi chặt, đừng lo lắng, nó sẽ không bị thổi bay đâu. Có những cơn sóng lớn trên biển, tránh ra biển trong cơn bão. Cơn bão đã qua và cuối cùng chúng ta đã được an toàn rồi. Cha ơi, hãy nhớ xem dự báo thời tiết trước khi ra khơi nhé. Hãy xem các bạn khác đối phó. Cha ơi, cơn bão lốc đang đến đó, chúng ta phải làm gì bây giờ? Đừng sợ, chúng ta hãy cùng chuẩn bị để đối phó với cơn bão nhé. Đặt chậu hoa vào khay tương ứng. Tuyệt lắm, làm như vậy các chậu hoa sẽ không bị rơi. Hãy nhanh chóng cất quần áo vào trong nhà. Quần áo đã được cất vào trong nhà. Đóng cửa ra vào lại. Dán băng dính lên cửa ra vào. Dán băng dính lên tất cả các cánh cửa ra vào và cửa sổ cho yên tâm. Được rồi, hãy cùng đi xuống lầu và kiểm tra.
hãy tìm những đồ tiếp tế khẩn cấp này. Bánh quy, bộ dụng cụ sơ cứu, radio, chăn. Đừng quên rằng bạn cũng cần tìm những thứ này. Đèn pin, pin dự phòng. Bộ dụng cụ khẩn cấp đã sẵn sàng. Ngọn lửa có thể gây nguy hiểm trong cơn bão lốc, vì vậy hãy nhanh chóng tắt bếp. Mau đóng cửa sổ lại. Dán băng dính lên cửa sổ. Dính theo hình chữ escape để ngăn gió thổi vỡ cửa sổ. Ok, mọi thứ đều đã xong rồi. Cơn bão đã đổ bộ, vì đã ứng phó trước nên chúng ta sẽ không sợ hãi. Dán màn dính để gia cố cửa ra vào và cửa sổ ở bên gia đình của bạn và đứng chạy lung tung. Miu Miu, cơn bão đã qua và chúng ta đã được an toàn rồi. Hay lắm, tuyệt quá. Xin chào, hãy xem những hành động này có đúng hay không. Cơn bão đến rồi và Miu Miu vẫn đang chơi cạnh cửa sổ kính. Việc làm này có đúng không? Đúng rồi. Miu Miu đã dán băng dính theo hình mặt cười lên cửa sổ để gia cố. Việc làm này có đúng không? Làm tốt lắm. Cơn bão đang đến và Miu Miu đang cất quần áo từ ban công vào nhà. Việc làm này có đúng không? Bạn đúng rồi. Cơn bão đang đến và Miu Miu đã dán băng dính theo hình chữ escape lên cửa sổ. Việc làm này có đúng không? Cực tuyệt vời. Bạn đã biết hết về cơn bão chưa? Giờ đây, mình có thể tự bảo vệ bản thân trong cơn bão. Hãy xem các bạn khác. Thời tiết của gấu